mưu sự tại nhân bí quyết thành đạt trong cuộc sống biên soạn tạ ngọc ái người thông minh biết tận dụng ưu thế vượt trội người tự tin biết khai thác ưu thế vượt trội người giỏi giang biết tạo ưu thế cạnh tranh nhà xuất bản từ điển bách khoa lời nói đầu mưu sự tại người tạo thế cũng do con người dù việc cạnh tranh xảy ra giữa các quốc gia, các xí nghiệp hay giữa người với người thì suy cho cùng vẫn là cạnh tranh về ưu thế. Ai chiếm được ưu thế sẽ hạ cục đối phương, người nào giành được thắng lợi chung cuộc đó chính là người tạo được thế. Thời đại ngày nay có rất nhiều cơ hội và cũng không ít thách thức là thời đại thúc giục người ta ra đi dựng nghiệp để vươn lên thành công được sống trong một thời đại như vậy chính là niềm vinh hạnh tự hào cho mỗi một con người chúng ta vì thời đại ngày nay đã cung cấp cho mọi người một sân chơi để thi thố tài năng tạo ra khoảng không gian rộng lớn để chúng ta thực hiện được lý tưởng và khẳng định giá trị của bản thân mình Tuy nhiên, môi trường khách quan ưu việt vẫn chưa phải là điều kiện tất yếu để mỗi người gặt hái thành công, mà yếu tố cơ bản nhất là do từng con người tạo dựng và phát huy thế mạnh của mình để có thể tỏ ra lấn lướt trong môi trường cạnh tranh gay gắt hiện nay. Tóm lại, muốn xây dựng sự nghiệp huy hoàng, thực hiện ước mơ cuộc đời thì phải đổ mồ hôi, sức lực gian khổ phấn đấu nhiều hơn người khác có khả năng tư duy vượt trội thì sẽ luôn luôn giữ vững tư thế của người chiến thắng. Con đường đi tới thành công bao giờ cũng gặp gành hiểm trở, trên chặng đường đó phải chấp nhận cạnh tranh với những đối thủ hùng hậu, phải vượt qua rất nhiều trông gai hiểm họa, thoát khỏi vô số cảm bẫy. Muốn giữ cho cơ nghiệp vững bền thì phải không ngừng học tập, bổ sung trau dồi kiến thức, học cái hay, cái mạnh của người khác để tự hoàn thiện mình. Trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp phải vượt qua mọi thử thách, tôi luyện, tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, không ngừng tăng cường khả năng cạnh tranh, cho dù vấp váp, thất bại cũng không chùn bước mà càng thể hiện nghị lực phi thường chiến thắng khó khăn. Cuốn sách này tiến hành phân tích trình bày qua nhiều bình diện, nhiều góc độ những tấm gương thành đạt nhằm vén lên màn bí mật che giấu các bí quyết thành công của họ. Ai sẽ là người thành đạt trong vòng 10 năm sắp tới? Câu trả lời sẽ có ở trước mặt, con đường đi đang trải dài ngay dưới chân ta. Chương 1. Chịu khó học hỏi, vươn lên, học sâu, biết rộng, tạo ưu thế về kiến thức. Sự phát triển mang tính bùng nổ về mặt tri thức và tốc độ tiến bộ chóng mặt của nền khoa học kỹ thuật mách bảo chúng ta rằng Việc học tập thời nay trở nên cần thiết hơn bao giờ hết, không học hỏi sẽ bị tụt hậu. Nhà triết học Socrates có một câu danh ngôn, điều mà chúng ta biết được chính là tự hiểu mình còn ngu dốt. Sống giữa thời đại biến đổi nhanh chóng thì người thành đạt trong vòng 10 năm tới đây phải là mẫu người chăm chỉ học hành suốt đời không nghỉ ngơi. Cây không tỉa cành thì không mọc thẳng, người không học hỏi thì ngu dốt. Cổ nhân nói, vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu, độc thư cao. Chỉ gói gọn trong 10 chữ thôi, nhưng câu này đã phát họa nên hình tượng thanh cao, kiêu hãnh mà giới thư sinh Trung Quốc truyền tụng nhau từ xưa tới nay, đồng thời thể hiện được cốt cách cứng rắn không chịu su nịnh của các nhà nho. Tri thức ngày càng lên giá, đó là kết quả tất yếu của nền kinh tế thị trường trong thị trường nhân tài của trung quốc thời nay giá trị của tri thức đang tăng trưởng theo hình bậc thang những người vươn tới trình độ càng cao càng được xã hội hoan nghênh kính trọng đồng nghĩa với thu nhập ngày càng khả quan tổ chức nghiên cứu xã hội học vừa cho công bố một tài liệu điều tra phân tích ở khu vực bắc kinh và đưa ra kết luận trình độ giáo dục tỷ lệ thuận với thu nhập mức độ cạnh tranh về khoa học kỹ thuật và nhân tài giữa các nước trên thế giới diễn ra ngày càng khốc liệt, mỗi người đều phải đối mặt với thách thức khắc nghiệt của cạnh tranh trong tương lai. Không chỉ bó hẹp trong lĩnh vực kiến thức mà bao gồm cả cạnh tranh về năng lực và tố chất tổng hợp. Muốn nâng cao năng lực hay tố chất đều phải dựa trên nền tảng học tập, bắt đầu đi lên từ kiến thức cơ bản. Người đời có câu nói ví von Sách như núi cao, chăm chỉ cần cù thì tìm được lối lên, sự học như biển cả mênh mông, khổ luyện miệt mài chính là con thuyền đưa ta đến bến bờ. Chỉ có con đường duy nhất là chuyên cần chăm chỉ học hành, tích lũy kiến thức, không ngừng nâng cao trình độ thì mới có thể theo kịp tốc độ phát triển của thời đại, mở ra con đường vươn tới thành đạt. Một nghiên cứu sinh tại trường đại học ngoại ngữ Bắc Kinh đã phát biểu trong xã hội hiện đại cạnh tranh ngày càng gay gắt này, nếu như không tinh thông nghiệp vụ ngành nghề của mình thì sớm muộn cũng rơi vào tình thế khó khăn. Nếu không bị đào thải thì cũng khó xoay sở hoặc tính bài mặt trơ chán bóng lên lỏi trong đám người tài để dây máu ăn phần. Tôi không cam tâm bị đào thải, càng không thể chấp nhận cách sống dây máu ăn phần. Tôi phải nỗ lực học tập, đặt nền móng vững chắc cho tương lai kết quả điều tra về tố chất của những người thành đạt cho thấy muốn mở rộng con đường đi tới thành công thì trong đời người phải tận dụng tối đa quãng thời gian để trau dồi kiến thức. Nếu ai đó tự nhận mình là con người thông minh lỗi lạc, vượt trội hơn người thì kẻ đó là kẻ ngu dại nhất nhất đời. Trái lại, ai luôn luôn đinh ninh rằng mình chưa hiểu biết gì mấy thì đó sẽ là sự mở đầu cho thành công càng không tự biết mình, càng có xu hướng trở nên hậm hĩnh, vênh váo thần tượng hóa bản thân, không được tiếp thu giáo dục, không chịu học hành thì cơ hội làm nên thành quả cũng hết sức mong manh. Trong xã hội thương mại ngày nay, sự phân công lao động ngày càng đi vào chuyên môn hóa trong từng lĩnh vực hẹp, nghĩa là không thể có ai đó thông thạo nhiều ngành nghề hoặc tự đánh giá rằng mình tinh thông nhiều lĩnh vực nếu người đó đó đánh giá bản thân mình rằng mọi thứ đều giỏi, chẳng qua chưa có dịp thi thố mà thôi. Thực ra mẫu người đó chỉ biết sơ sơ mọi thứ một cách hời hợt nông cạn, chẳng giúp ích gì được cho đời mà cho mình. Trong ngành giáo dục Trung Quốc, người ta truyền tụng một câu danh ngôn, tích lũy càng dày. Sức bật càng mạnh, đại ý nói rằng về chuyện học hành hãy dành một khoảng thời gian dài để tích lũy kiến thức khi vốn liếng kiến thức đạt đến một chừng mực cần thiết thì tài hoa sẽ nở rộ trong một phương diện nào đó để mở ra một chân trời mới nói cách khác nền tảng vững chắc sẽ cung cấp đầy đủ năng lượng cho con người cất cánh bay cao bay xa mầm non tài hoa được mọc lên trên miếng đất màu mỡ không bao giờ khô cằn ví như dòng suối bắt nguồn từ núi băng to lớn không bao giờ cạn kiệt con người như vậy thì dù sớm hay muộn chắc chắn sẽ thành công và mãi mãi tỏa sáng không vụt sáng vụt tắt như sao băng sớm nở tối tàn như hòa như hòa đàn Ngọn núi lửa thật là oai nghiêm hùng tráng vì nham thạch phun trào ra từ kho tàng vô tận trong lòng trái đất đã được dự trữ một nguồn năng lượng không có giới hạn. Người ta đã tiến hành điều tra thống kê thấy rằng trong tầng lớp người trẻ tuổi thành đạt chỉ những người có nền tảng kiến thức sâu rộng thì mới tỏa sáng được dài lâu chẳng khác gì cây cao mọc lên trên miếng đất màu mỡ những người học vấn nông cạn chẳng tinh thông ngành nghề cho dù có chút tư chất trời phú nếu chẳng chịu trao dồi kiến thức thì cũng chẳng làm nên tích sự gì bất quá cũng chỉ là tiểu tốt vô danh đúng như nhân vật thần đồng được mô tả trong bài thơ thương trọng vĩnh của vương an thạch kết cục thật là thảm hại. Nhịp điệu cuộc sống thời nay tiến triển hết sức mau lẹ, hối hả, đặt ra cho mỗi người một phương châm thích ứng đó là, hễ còn sống là phải học, kẻ thù khó đánh bại nhất là xu hướng buông lòng của chính bản thân mình. Khi bình phẩm về một người thiên hạ thường khen rằng đó là anh chàng bản lĩnh đầy mình chẳng qua chưa đến lúc thành đạt đấy thôi ngụ ý muốn nói bây giờ anh ta rất bình thường nhưng sau này thì chắc chắn sẽ nổi tiếng nhiều bạn cùng trang lứa bước vào đường đời cùng bứt lên từ một vạch xuất phát có người nhanh nhạy nắm bắt cơ hội để vươn lên rất nhanh nhưng trường hợp này chỉ đếm trên đầu ngón tay còn những người giữa đường đứt gánh vì đuối sức đánh mất cơ hội đành phải tụt hậu Bên cạnh đó có những người lúc đầu có vẻ chưa nắm vững tình hình trong công việc Không tránh khỏi trục chặt vấp pháp, Nhưng nếu biết tích lũy học hỏi và duy trì nền nếp Cần cù chịu khó học tập suốt đời thì chắc chắn sẽ gặt hái được thành quả rực rỡ. Qua so sánh giúp ta nhận biết rằng không ngừng học tập, rèn luyện chính là nhân tố then chốt tạo dựng thành công trên đường đời. Sự trưởng thành của mỗi con người đều gắn liền với sự giúp đỡ, dìu dắt của nhiều người, trước hết là cha mẹ, sau đó là thầy cô và bạn bè đặc biệt là ở những bước ngoặt quyết định bàn tay người thân bạn bè sẽ góp phần quan trọng để giúp bạn vươn tới thành công với những người có ý thức khiêm tốn học hỏi thì bất kỳ ai đều có thể trở thành thầy cô giáo của mình điều cốt yếu nhất là thái độ chủ động học hỏi và chịu khó tích lũy Khá nhiều nhân viên tiếp thị thích áp dụng chiến thuật bám giết khách hàng, cho rằng với cách làm đó khách hàng sẽ chấp nhận sản phẩm của mình. Họ không chịu noi gương các nhân viên tiếp thị giỏi giang, thành đạt. Trước hết cần hiểu thật kỹ sản phẩm tiếp thị. Thứ hai là coi khách hàng như bạn bè, không được áp đặt ý tưởng bán hàng cho họ. Chẳng thế mà cùng làm tiếp thị như nhau, có người thấy thích thú hăng hái, có người thấy chán ngán, năm bữa nửa tháng muốn bỏ việc để đi tìm lối thoát. Thực tình muốn chuyển đổi công tác cũng phải đáp ứng được điều kiện cơ bản là anh phải có thực tài, nếu không chẳng bao giờ kiếm được chỗ làm vừa ý cả. Thực lực từ đâu ra? Tất cả đều trông vào chính mình. Trong xã hội hiện đại có ngàn vạn cơ hội để bạn mở mày mở mặt, chỉ cần bạn chuẩn bị sẵn sàng hành trang, đó là kiến thức, ý chí và nghị lực để đón đầu mọi cơ hội trong từng ngày. Cuộc sống luôn luôn sôi động và tràn đầy ý nghĩa. Bạn dự định mình sẽ nhìn nhận và ứng xử ra sao với công việc làm trong suốt cả cuộc đời mình. Nếu như bạn cảm thấy mãn nguyện với công việc trước mắt vì đang tiến triển một cách thuận lợi và ổn định, bạn đang sống chuỗi ngày phẳng lặng, phải chẳng phải buồn phiền lo nghĩ gì nên bạn quên mất phấn đấu để vươn lên, đó chính là nguy cơ cảnh báo những ngày yên ổn của bạn không còn kéo dài được nữa đâu. Nói cách khác, bạn sắp sửa mất việc đến nơi rồi. Sự học được ví như chèo thuyền, ngược dòng chảy, không nhích lên được đồng nghĩa với thụt lùi, làm công việc cũng như vậy, không học sẽ cùn. Ngược lại, nếu coi công việc vừa ý như là sự nghiệp cả đời người, miệt mài rèn luyện, không ngừng nâng cao, luôn luôn sáng tạo, sống đến già, học đến già, thì chắc chắn sẽ có bước tiến bộ. Đáng kể. Ngày tháng sẽ trôi qua trong không khí hổ hởi phấn chấn. Khi coi công việc là niềm đam mê thích thú, bạn sẽ không còn cảm thấy mệt mỏi, tẻ nhạt khi người ta xác định lý tưởng phấn đấu quên mình cho lý tưởng đó. Thì cuộc đời sẽ tỏa hương khoe sắc, tương lai rộng mở như biển cả sóng trào. Khi bắt tay vào xây dựng sự nghiệp, phải coi như ném cả sinh mạng mình vào canh bạc đó, luôn luôn tâm niệm về sứ mạng cao cả sẵn sàng xả thân để hoàn thành đương nhiên là cụm từ xả thân ở đây chỉ mang tính chỉ mang ý nghĩa tượng trưng nghĩa là hãy phấn đấu hết mình cho công việc kiên trì từ đầu đến cuối không một phút giây lơi lỏng làm cho cuộc sống của bạn trở nên sáng sủa hơn con người cũng như cỗ máy cần được thường xuyên nạp điện nguồn năng lượng phải được bổ sung đầy đủ thì sức sống mới trào dâng cuộc đời càng thêm ý nghĩa những ngôi sao sáng trong giới nghệ sĩ biểu diễn nói chung đều được trời phú cho tài năng biểu diễn bẩm sinh nhưng không ai lơ là học tập rèn luyện họ tranh thủ từng giây từng phút để nâng cao kỹ thuật kỹ xảo nếu tờ báo nào bình luận chê bai diễn xuất của họ sẽ khiến họ lo lắng chăn trở đến mất ăn mất ngủ để tìm mọi cách khắc phục cải tiến tạo dựng hình tượng hoàn mỹ rực sáng nhất cho mình để thu nhận tình cảm mến mộ của khán thính giả Cuộc cạnh tranh trong xã hội thời nay suy cho cùng chính là cuộc thi thố về tài năng trí tuệ, muốn vượt trội tài năng trí tuệ, phải ganh đua nhau trên con đường học tập. Nói tóm lại, bất kỳ ai cũng phải gắng công học tập, hãy thường xuyên tự động viên nhắc nhủ bản thân mình, phấn đấu vươn lên, giữ vững tinh thần kiên trì sông tới. Con người đó mới đủ tư cách chen chân vào hàng ngũ nhân vật thành đạt trong vòng 10 năm tới.